Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu cho trận lý mùa 4, mùa 5 nha anh em. Wow, xin lỗi thì lại nhầm mùa 4.5. Mùa 4 của chúng ta thì cũng đã vừa kết thúc. Thì theo anh em là anh em ấn tượng nhất với cái hệ nào? Mình thì mình nghĩ tài là chắc là độc đáo nhất rồi đây. Nhưng mà tại mùa 5 lần này thì chúng ta lại có một cái tộc và hệ mới. Nó giống kiểu như thần tài 5.0 vậy, xuất hiện ở mùa 5. Đó chính là hệ long tộc. Long tộc thì hiện tại chúng ta đã có được 3 long tộc rồi. Và sau mỗi trận đấu thì anh em sẽ có được một quả trứng như thế này. Piu. Đấy. Quả trứng này chắc là nở ra những cái vị tướng, đa số là những cái vị tướng trong bộ tộc long tộc này thôi. Nếu như anh em nào quả trứng nào mà lâu nở ấy, là khả năng có thêm một chút đồ vào Nico, không thì là ra Hedoniger luôn. Rồi, như mỗi vòng đấu thì chúng ta sẽ có quyền lựa chọn, đó chính là trang bị thường và trang bị hắc ám. Mình thì trận này thì không đam mê mạo hiểm nữa đâu, chơi những trang bị thường thôi. Mình không biết chơi cái hệ gì đây này. Ba long tộc thì đã có rất là nhiều anh em đã comment ở trên kênh YouTube của mình rằng về hãy làm về Zac ba sao để xem sức mạnh của Zac nó sẽ như thế nào tại mùa 5. Rồi, trận này thì để xem là Zac nó có độ hay không. Zac cái bang đấy, rất là khỏe. Trận này chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thử đội hình với Zac ba sao sẽ như thế nào. Cũng như là nhân tiện đây thì anh em nào mà có bất kỳ một cái ý tưởng gì, muốn mình xây dựng về đội hình gì, hãy nhớ comment ngay ở video giúp mình. Những ý tưởng nào hay, độc đáo thì mình sẽ làm trước. Đây. Và đừng quên kéo xuống ấn like và đăng ký kênh, cũng như là ấn thêm quả chuông để mỗi khi mình ra video mới nhất, anh em sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. À, mình có là một cái channel phụ ở bên kênh phụ ấy, anh em nào quan tâm thì mình sẽ để link Facebook của mình cũng như là link kênh phụ ở bên dưới cho anh em nào quan tâm nhé. Cảm ơn anh em. Ok, Zac thì cái hệ của nó là hệ chiến binh. Vậy thứ hai đó chính là hệ gì? Hệ châu châu thì mình quên mất rồi. Chúng ta xem. Chứ bây giờ nó cũng khá là nhiều những cái hệ mới. Thì cũng đang mình trong những cái quá trình học hỏi đấy. Mong là trong những quá trình làm video có gì sai sót thì mong anh em cũng bỏ qua giúp mình nhé. Các anh em. Ai đây? Đó chính là người anh em cũng chơi chiến binh à. Mình thì có Kennen với cả Gilly với cả Lee Sin ở đây rồi. Nhưng hiện tại thì chưa cần bắt. Bởi vì chúng ta đang trong quá trình tích vàng mà. Mình thì chơi hay chơi ở cấp độ cao hơn một chút. Hiện tại mình cũng đang muốn bán máu để có thể xem là những cái tin trợ là có những cái trang bị gì hot hay không ấy. Mình có thiệp hoặc là có cung hay là có gì đấy thì lấy. Nhưng thường thường thì ở những cái vòng đi chợ vòng 3 như này thì có Zac rồi, có những vị tướng 4 tiền rồi, không biết là có Zac hay không. Zac thì mình sẽ lấy luôn để có gì gọi là rút ngắn cái thời gian lên Zac 3 sao nhá. Phew. Ai à. Cũng đúng như dự tính của chúng ta, có ngay người anh em Zac bẩn đây rồi. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu hả con ơi? Zac luôn, cầm luôn cung. Tuyệt vời. Zac thì cái tầm đánh của nó thì có vẻ như hơi ngắn một chút. Thì mình nghĩ chúng ta nên lắp cho nó kiểu như cái trang bị, đó chính là đại bác này, nó giúp cho Zac chúng ta gọi là đỡ phải tiếp cận mục tiêu, đỡ bị ăn khống chế. Đây, chúng ta có thể xếp cho nó núp ở đằng sau cũng cực kỳ ổn áp. Đây, đúng rồi, hệ thiết giáp, đúng rồi, quên mất. Zac là cái hệ thiết giáp với cả hệ chiến binh. Hệ chiến binh này thì nó sẽ giúp cho Zac càng lâu, càng sống dài thì càng trâu nhá. Đấy, cho nó vào đây. Bắt hai thì nào gì lớn. Rồi. Ba lòng tộc, hai đầu sĩ và hai thiết giáp. À, những trang bị còn lại thì theo anh em là mình lấy cái gì cho Zac bây giờ? Khả năng là nếu như mà có những cái trang bị xịn sò nào thì mình sẽ lấy cho nó kiểu như là huyết kiếm hắc ám hoặc là trang bị gì đấy. Không thì mình cứ up cho nó mấy cái trang bị thủ cho nó sống dai. Càng sống dai là càng mạnh, càng trâu. Đấy, rất là kinh hại với thanh niên Zac bẩn này. Mà đàm nó lại to nữa. Nhìn thấy nó gõ này. U đầu thêm hạ luôn chứ. Nhờn. Nhờn này thì nhờn. Piu piu. Nói rồi ơi, xin nhẹ 12 máu nha. Giờ là mình hơi bị mạnh rồi. Hơi bị bá đạo rồi.
Ok, xem nào. Ui, cả led ác quỷ. Hai thanh niên Nunu ạ. Cái trận chơi Nunu thì nó lại không bao giờ ra đâu. Cái trận chơi Thema ấy rất là ít ra Nunu luôn. Một cái trận nào mà anh em không chơi ấy là nó ra nó đập vào mặt anh em. Game này là cái cơ chế là như thế. Toàn lừa thôi. Chúng ta có thêm Vayne, Soraka. Ây da, chưa, quên lấy trứng rồi. Xem là gặp ai đây. Tứ Bửu. Ủa, người em chơi gì đây? Thiên thần kết hợp với quân đoàn Draven nè. Kinh nhờ. Ui, 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 nên bạch tuộc này có vẻ khè kinh nữa ta. Mà không may, rất may khi mà nó không khè vào thanh niên Jack là vẫn có thể ăn được ạ. Jack 1 sao gây tận đến 2900 đam. Quá là đẹp trai. Đấy, cơm không ăn thì gạo vẫn còn đấy. 62 tiền. Nếu như mà chúng ta muốn drone tìm Jack 3 sao thì mình nghĩ là cấp độ 8 là một trong những cấp độ nó phù hợp nhất. Nó vừa giúp cho anh em nâng cấp đội hình cũng như là nó hoàn thiện đội hình ấy, cũng như là tỷ lệ khá là cao tìm những cái vị tướng nó, những vị tướng 4 tiền 25%. Rồi, những trang bị cái gì đây, cái gì đây? Thìa vàng đi mà. Ui, không có thìa. Cái gì đây? Ui dồi ôi, toàn tướng thôi. Có khá là nhiều BF. Chúng ta phải up cấp rồi. Có rail. Ok, cho rail vào đây. Chúng ta có 3 thiết giáp. Sắc thiết giáp là hợp lý luôn. Và những trang bị này thì chắc là xem nào, một cái huyết kiếm này, toàn trang bị bình thường thôi. Bình thường như cân đường, hộp sữa. Để xem là phiên đi chợ ở phiên phòng 4.2 có ra trang bị hắc ám gì hay không. Nó một cái bao tay động tắc về đây. Rồi. Ai đây? Ai à. Bé bông 2000. Người nghe em dùng đồ cho Riven. Nhưng mà đồ này không phải đồ của Riven rồi. Khả năng đồ của The Raven. Đồ của ai đây cũng chưa biết nữa. Có thể là Kele cũng được. Đồ này cho Kele nó quạt cũng rất là khét. Mà Kele hình như là gây ra được cái lượng sát thương phép. Cho nên là chúng ta lắp cho nó cái kiếm súng vẫn là hơn. Piu 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 piu. Úi ôi, The Raven 3 đồ. Bông xô lại rắc có môi đồ. Em thấy con rắc của mình là biến thái chưa? Rất là biến thái. Chỉ nhẹ một chút máu thì bé bồng. Piu piu piu. Ây à. Không có bia hắc ám hoặc là cũng không có trang bị gọi là gì hắc ám ngon ngon cả. Vậy thì chắc là chúng ta sẽ phải chọn, đó chính là gợi hắc ám đi. Camera đen quá. Thằng dư một thanh niên này, cho này vào đi. Bây giờ quên rồi. Cho con Phan Tiêu mà chúng ta sẽ có được một chút chiến binh. Cho giác của chúng ta trâu hơn. Thời gian. Rồi, đó, cho nó một cái huyết kiếm luôn nhé anh em nhé. Nên không? Với cả một cái áo choàng thủy ngân này. Áo choàng thủy ngân cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là cái giác thiên thần thì nó vẫn ngon hơn đối với giác. Đấy, kiểu như này chúng ta sẽ đỡ gặp cái thanh niên gọi là thanh niên bụng béo có cái áo choàng lửa. Rồi, có đại bác quá ngon. Gõ đây anh em. Gõ đây anh em. Gõ luôn cho em anh em. Mạch mạch mày này. Bước 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 bước. Ủa sao anh rắc này, đấm lực quá. Mạnh quá mà con ơi. Thiết giáp, 3 thiết giáp cộng 90 giáp cho toàn bộ đội hình của chúng ta. Quá là đẹp trai. Ôi ngờ, rất là nhiều tướng. Tướng này thì mình nghĩ chúng ta bán lấy tiền thôi. Thời chưa có gì cho vào thì mình cứ cho Phan thêm một cho nó trâu. Vận sức này, chắc là anh rắc này trận này tốn hơi bị nhiều sức. Vận hơi nhiều. Không thì anh em con rắc này cũng chỉ có 20 mana mà thôi. Mình có thể lắp bột xanh cho nó. Nhưng mà mình nghĩ là bột xanh thì hơi thừa. Tại vì phát gõ của nó sẽ đem lại rất là nhiều đòn lượng mana rồi. Mình cần vẫn sức quá nhiều đâu. Hôm nay thì lại chơi
ấp trứng rồi. Suốt ngày ấp trứng thôi. Suốt ngày long tộc thôi anh em ơi. Suốt ngày long tộc. Mình cũng phải chơi long tộc đây này. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là chắc rất là trâu rồi. 3.000 đa. Zac carry từ đầu đến cuối. Và chắc bây giờ mình sẽ slow roll tìm Zac 3 sao cho anh em xem. Xem có gì hot. Ui. Để xem nào. Được thì chắc là mình sẽ lấy một cái giáp để có thể lắp giáp thiên thần cho Zac. Ui giời. Đây đây đây. Nào kia gọi là lấy luôn BF linh đào. Để xem nào. Ok, có một thêm Zac rồi đây. Mordekaiser. Mình sẽ lắp giáp thiên thần cho Zac. Dyna, Draven, Aphelios và Rai. Rất là nhiều những vị tướng 4 tiền. Nhưng mà cái mình cần bây giờ chỉ là Zac mà thôi. Mordekaiser thì có gì cho vào kẹp thêm một chút hệ đồ long cũng rất là mạnh. Để xem là có ai đây nào. Ui, người anh em chơi 5 long tộc rồi. Mà 5 long tộc thì mình nghĩ có được Hedeminger. Bây giờ up những quả trứng vàng là rất là nhiều những cái trang bị xịn sò. Kiểu như thần tài 5.0 vậy. Rất là bá đạo. Piu, piu, piu. Rồi ok. Ui dồi, ôi người ấp trứng. Ấp trứng thì mình nghĩ là chúng ta phải tận dụng những cái trang bị sớm một chút thì mình giữ được máu. Ivan, Aphelios. Rất là nhiều những vị tướng mà không liên quan. Đấy anh em thấy không? Vừa dã man. Gì đây? Tiếp tục là một Zira. Đã đến lúc chúng ta phải bỏ bớt đi rồi. Bỏ bớt ấp trứng đi rồi. Zac 2, Nautilus, Karma, Mordekaiser. Cái này chắc là mình sẽ lắp cho Rail đi. Châu châu tí. Béo bông 2.000. Ôi xời ơi. Chơi đội hình tiểu quỷ à. Hay cha cha. Mà Zac của mình chắc là không để yên cho mấy thiên nhiên tiểu quỷ này đâu. Ác quỷ. Bam nào, bam nào, bam nào. Ui. Em thấy không? Bam rất là lực. Và nó lại còn trâu nữa. Ui xời ơi, nó bổ từ đâu bản đồ đến cuối bản đồ. Bây giờ thì mình nghĩ những cái vị tướng trong cái đội hình của chúng ta chỉ cần câu kéo để có thể Zac nó free dam là ổn áp nhất. Karma, Darius, Zac này. Uầy. Mà ước mơ Zac 3 sao của tôi không biết là có thành hiện thực hay không. Zac 3 sao thì mình nghĩ là chắc là nó gõ cho u đầu tên bạn luôn. Đây. Đây chúng ta sẽ có được 2 đồ long. Dyna với các chuyên đồ nữa. Chuyên đồ thì nó lại trong cái bộ tộc chiến binh. Quẩy nào. Lượm đồ luôn à. À, có mỗi một đồ thôi. Để xem nào. Hai thằng Ivern, mẹ chọn này ra mắc là nhiều Ivern luôn. Rai, King Red, Nidalee, Zac này, ngon này. Ma, thơm thế nhở. Cái này cho vào đây. Có một chút hệ hiệp sĩ. Và những trang bị còn lại thì khả năng là mình sẽ dồn đồ cho Mordekaiser. Một cái bút rồng, một cái bàn tay công lý và một cái mũ hắc ám, mũ nguyên rùa. Ui, nghe tên khá là kiêu phách. Rồi phiu. Ngoài đồ béo cót khá là chất chơi ấy nhở. Ok, chơi béo cót đồ gọi là lắp luôn cái vút bậy. Rồi chơi chất. Chắc quá. Có set này. Chuno, Mordekaiser, Ivern, Rail. Này cho Nidalee. Rail 2. Cái Nen này.
Nen thì chúng ta mới có đủ 6 chiến binh. Uầy, là 6 thanh niên rắc rồi. Vậy là còn 3 rắc nữa thôi thì chúng ta sẽ lên được rắc 3. Chặng đường chắc là cũng không còn xa lắm đâu. Anh em phải cố gắng lên. Ai đây? Ai à, cũng 5 long tộc rồi. Hôm nay thì kết hợp với đội hình đó chính long tộc và Aphelios chơi thêm cung thủ. Ủa, nhưng rắc mình trâu ám. Cái đội hình thiết giáp kết hợp với rắc này thì nó lại khắc chế được mấy ông chơi đam nữa. Đấy, kiểu mấy ông này chơi sát thương vật lý thì chúng ta kẹp với thiết giáp thì mắc trâu. Draven trận này chắc là khả năng mình sẽ không kẹp với 4 đồ long rồi. Lê Xin 2 thì chắc là mình sẽ thay vào vị trí của Uri được nhỉ. Đây, Uri thì nó trâu hơn. Ba con này đi thôi. Nào thì lớt thì lên 3 sao cũng uầy, cũng khá là ngon, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không cần thiết cho lắm. Để cho rắc là nhân vật chính. Ma vậy là còn 2 con rắc nữa thôi. Cố lên nào anh em ơi. Phew. Ui, Uri gần 3 sao đỡ được một gõ của Mordor, khá là kinh khủng. Ông này thì chơi quân đoàn này, cái bên quăng quá là lực. Nhưng mà bây giờ rắc của mình trâu lắm rồi, làm mỗi ngày một tăng lên. Bùm. Mặt cười. Sợ chưa? Rắc này mà không sợ thì sợ con nào nữa. Xem lấy được cái gì. Chén sức mạnh cũng được, dồn trang bị cho rắc. Còn không thì lấy cái gì đây ta? Máy chiếu, ok máy chiếu. Lấy máy chiếu nha. Ai à, bị két máy chiếu rồi. Thì mình sẽ lấy cái Zorin đi. Cay nhở. Thôi không sao, cố gắng roll rắc 3 sao nào. 58 tiền. Lên cấp 9 thì tỷ lệ nó cũng không tăng lên nhiều cho lắm. Thay vào đấy thì chắc là khả năng mình sẽ all in ở cấp độ 8 để cho anh em thấy rắc 3 sao sớm nhất có thể. Rắc ơi, anh đang đâu? Rail Taric BD. Ôi, chẳng lẽ không thấy một thằng rắc nào nữa à? Giận thế. Trời ơi, anh rắc anh lừa em sao? Còn hai anh nữa thôi. Ui, anh em thấy nóc tùn cào không vào màu luôn. Đường thiết giáp kết hợp với chiến binh này rất là trâu. Đàm vừa to lại còn trâu nữa. Còn mạnh theo thời gian nữa. Cho nên là mình nghĩ là anh em có thể sử dụng đội hình này leo rank được. Băm hết. Phiu. 18 máu rồi. Rắc. Ôi, ông ra rồi. Anh Jack ơi. Hedominger. Rail Virgo. Con Virgo này chơi được nha. Virgo chiến binh mà. Chúng ta có thể bỏ Mordor đi và thêm bỏ Darius đi. Chúng ta sẽ kẹp thêm đó chính là 2 chiến binh vào nữa. Đó cũng khá là ok. 11 trận thắng liên tục rồi. Vẫn chưa ai có thể đánh bại được mình cả. Ui, không ra rắc. Ông Lucifer, Gen Lucifer. Ui, đội hình Velcot. Nhìn mẹ, nhìn giống kiểu bảo ok, cho anh Velcot xịt thôi ấy. Cũng rất là may khi mà chúng ta đã lắp một cái bút rồng rồi. Anh rất trâu nên cũng không hề hứng gì. Nice, trận thắng thứ 12. Còn hai anh rắc nữa thôi, cố lên nào anh em. Cái gì đây? 3 đồ luôn. Thơm vậy. Chúng ta có áo choàng thủy ngân, có tụ bã xe ke và có một cái áo choàng lửa. Cái áo choàng thủy ngân này thì mình nghĩ là chúng ta nên lắp cho mấy cái con nó tiếp cận mục tiêu. Kiểu như là Virgo, Nidalee. Nên vậy. Rồi mấy trang bị tay này thì có thể ném cho Pantheon. Nautilus. Đấy. Piu. Ôi à. Ai à. Rắc ơi.
50 tiền của em, anh không ra một con nào nữa thì anh lừa em rồi. Darius, mày vừa bán mẹ Darius thì giờ bán luôn cho đỡ tức. Uầy, một con nữa, cố lên nào. Nào anh Jack, làm ơn nghe thấy lời thỉnh cầu của em đi mà. Anh Jack ơi, anh Jack. Ui rồi, ôi dồn biết bao nhiêu vàng rồi. Đồ này thì mình sẽ ném tạm cho Virgo đi. Cố lên nào. Ôi khả năng là bị thua rồi. Rắc khá trâu nhưng mà con nếu này chắc là cũng không phải là dạng vừa. Bổ luôn. Không ổn rồi. Bị đánh bại mất khá là nhiều trận thắng nhưng không sao. Chỉ còn một rắc nữa thôi mà. Cố lên nào. Virgo HP. Bắt những vị tướng 4 vàng thì có thể tăng tỷ lệ ra rắc. Anh Jack ơi. Không có anh em ơi. Cú lừa rồi. Chào cho Jack con tim mà Jack trao cho mình cú lừa. Quá là buồn. Con 3 chắc là để xem nào. Khá là nguy hiểm đấy nhở. Ui nó xịt kìa. Xịt cũng rất là thốn. Rắc của mình thì lại không có vuốt rồng. Vuốt rồng thì mình đã ném cho Mordor rồi. Thua à? Thua rồi đây này. Ui rồi ôi. Giờ chỉ cần đợi rắc 3 thôi. Anh ra giúp anh em các anh ơi. Bán Mordor này cho con này vào. Bán con này đi chẳng. Như này. À đang chơi hai con rắc hơi dư. Này chúng ta sẽ có được thêm một chút chiến binh. Cái này cho Virgo. Cái này cho Nidalee. Tụ bão. Búp cho Nidalee với cả con Nidalee búp cho Jack với cả Virgo là hợp lý. Ai chà. Cuộc sống đúng là hơi khó khăn rồi. Để cho em Jack đi. Mai một con này cũng có vẻ như hơi khó tiếp cận nó. Mà sếp gọi là bao bọc như này thì hơi mệt. Ui. Đang trong quá trình bay vào thì đã bị xịt bốc hơi. Mình chưa xong đâu nha. Ăn được. Ông này chỉ còn một veo con nữa là veo con 3 này. Rất là kinh khủng. Ây à. Phong kiếm. Có thể vào hắc ám nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng không thể nào mà lấy làm cái gì cả. Thì kỵ sĩ hắc ám cũng được. À kỵ sĩ nhân tạo cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là nó hơi thừa. Vậy chắc mình sẽ lấy một cái này. Lắp thêm một cái tụ bão cho Jack quật cho lực. Jack đâu rồi? Bùm. Bao nhiêu tiền của? Jack ơi, Jack. Kéo ra. Xong rồi. À đây rồi. Vai lìn mãi mới lên được anh Jack 3. Để xem là anh Jack này có cân được team hay không nhá. Ok. Một gõ. Ui giời ơi, cứ một gõ một mạng. Nện nát đầu tem bạn luôn. Hiểu. Riven 3 này. The Raven này. Chưa đi ạ. Anh ông kia chắc là ăn được bản sao của ông Timo. Tử bửu. Rồi. Đây. Mình sẽ đắp thêm một cái tụ bão này. Rồi xong, hình như là người anh em kia lên veo cốt 3. Nhưng không sao. Anh em hãy cùng chiếm ngựa con rác của mình. Rất là kinh khủng. Đúng không nào. Với 3 trang bị này thì mình nghĩ rác cũng rất là trâu. Nào xem nào. Hất tung veo cốt.
hay là chúng ta vẫn gặp bản sao? Ây da, hất tung được béo có rồi, không biết là thắng được hay không. Pew. Có Virgo. Uầy, vẫn bị xịt. Ây da, xịt đau ấy nhở. Nhưng chưa hết đâu nha. Ngăn khả năng hồi phục rồi. Pew 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 pew. Ồ, má gõ kinh quá mà. Đỡ làm sao được. Rồi, Virgo 2. Úi xồi ôi, Virgo 2 này thì mạng còn nhãn luôn. Hôm này thì có cái phong kiếm, ta cần phải gọi là cẩn trọng một chút. Nếu như mà chúng ta bị hất tung rắc coi như là end game luôn đấy. Xem có gì hot hay không. Nico. Không có Nico rồi. Ui mẹ thu nạp luôn cả mẹ sứ giả luôn. Đỉnh. 29 tiền, 44 vàng để có thể lên cấp. Lên cấp bây giờ cho thêm gì được vào không anh em? Cho thêm Darius hoặc là Garen mà thôi. Đây đây đây, sẽ xếp đổi một chút. Không phải không kiếm này. Mày chiếu nữa cơ. Chấp nhận được mày chiếu đi. Hùng sắc của chúng ta cũng chỉ có 20 mana mà thôi. Coi bên này. Rồi. Hất tung Virgo à. Ê what the fuck. Mình có áo tràng thủy ngân vẫn bị hất tung rồi anh em. Ai nhái. Ma. Lủng vòi. Lắc nệ nó đi em ơi. Piu piu piu. Ui. Một hit tựa là được rồi. Đéo được kiểu gì. Có áo tròn thủy ngân rồi vẫn bị hất tung ạ. Lừa. 40 tiền. Vậy thì chắc là mình sẽ bán con Lacy này đi nhá. Lacy đi. Cấp. Cấp 9. Bắt con gì vào đây. Chắc là cho Kha'Zix vào nhá. Ờ có Kha'Zix thì có thêm một chút sát thủ cho Viego nó bắt người. Giờ thì mình nghĩ là chúng ta không thể nào mà để ông này hất tung mình một lần nữa đâu. Đấy. Hất tung đi. Hất tung con cào cào đi. Đảo vị trí rất nhanh ạ. Bị mày chiếu rồi. Nhưng mà phải chấp nhận thôi. May này. Ờ, veo cót 3 để xem đối đầu với rắc 3 như nào. Ai à. Thu nạp luôn. Úi giời. Úi giời ôi, GG. Đi luôn không? Đi luôn. Ok. Vậy là trận đấu của chúng ta đã sẽ kết thúc tại đây rồi. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.